Chào các bác nghe thì trong video này em sẽ giải thích cho các bác là cái cách mà chúng ta sẽ xác định được cái địa chỉ đầu vào ra, đầu y, đầu q của PC s 1200 Với những cái mô đun có sẵn này thì nó dễ rồi, nó không có gì phức tạp Nhưng mà ví dụ như các bác muốn lắp thêm một cái mô đun à, DI, DO hoặc à, DQ hoặc là DI, DQ như thế này Thì vào cách xác định địa chỉ nó như thế nào với cái uh, CPU uh, của mình đây là CPU 1212C DC c DC, DC thì cái cách mà chúng ta tìm cái địa chỉ của nó thì không khó rồi đúng không các bạn uh, các bác kích vào cái device config này các bạn kích vào đây chọn property chọn general uh, các bác kéo xuống dưới nó có cái mục đây con này của, của em là có DI8 và DQ6 tức là có 8 đầu vào và 6 đầu ra thì trong cái digital input này channel 1 này nó có cái địa chỉ luôn là y0.0 vậy là tám cái đầu đầu vào của em này từ y0.0 cho đi y0.7 và cái này thì mình không có thể thay đổi được cái địa chỉ này của nó nhé nó mờ mờ như này nó không thay đổi được tương tự như vậy thì có sáu cái đầu ra của em đây là từ channel 0 của nó là q0.0 cho đến q0.5 Đấy. Thì đấy là cái cách xác định địa chỉ input output của cái module với CPU. Thì bây giờ ví dụ như là em có thêm một cái module là DI DQ có vừa được vào được ra đây, cầm đây kéo thảo vào đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta kích vào đây. Thì các bác sẽ thấy ngay ở cái mục này nó cũng có là gì general này, DI 8 và DQ 8, tức là có 8 đầu vào và 8 đầu ra cho cái module này. Đấy. Thì cái địa chỉ nó nhận bắt đầu này. Bắt đầu từ i8.0 cho đến y8.7. Đấy. Và output của nó bắt đầu nhận từ q8.0 cho đến q8.7. Được chưa? Y8.0 Y8.7. Cái địa chỉ này các các bác thấy nó mờ mờ đi này là cũng không thể thay đổi được. Không thể nào thay đổi được mà nó mặc định như này. Thì chính vì vậy mà trong quá trình mà lập trình ví dụ như mình ra mình viết một cái đoạn chương trình chẳng hạn Ví dụ như viết một đoạn chương trình mà sử dụng cái gì ạ? Sử dụng đầu vào, đầu ra của cái cái module này. À, thì mình lúc này mình sẽ phải là gì ạ? Ví dụ như là lấy y y 8.0 và chúng ta ao ra chẳng hạn như là q 8.0 được chưa? Đấy, đấy là địa chỉ vào ra của có con CP của cái con module mà chúng ta mới lắp thêm này. Bây giờ lại thêm một con module nữa. Thêm con này đi. Con 16 này đi. Lắp vào đây. Đấy, thì địa chỉ của con này các bác lại kích đúp vào trong vẫn ở trong cái device config này nhá. Kích đúp vào cái module này, có property này, general này. Đấy, DI 16 và DQ 16, 16 đầu vào và 16 đầu ra, kích vào đây. Channel 0 của nó là bắt đầu nhận từ i12.0 Và kết thúc ở i13.7 12.0 xong đến 12.7 xong đến 13.1 à 13.0 xong đến 13.7 Tương tự như vậy là gì ạ? Cái đầu output của chúng ta sẽ bắt đầu nhận từ Q12.0 và kết thúc ở Q13.7. Thì lúc này mà chúng ta muốn sử dụng cái đầu vào ra của cái common cái module số 3 này này. Nó có vị trí slot số 3 này này thì trong chương trình chúng ta lại phải viết như này. Đấy, ví dụ như là Y12.0 Ví dụ như chúng ta ao ra là Q13.7 chẳng hạn. Đó. Rồi nhá, thì đây là cái cách mà em giới thiệu các bác là chúng ta sẽ xác định được cái địa chỉ vào ra của các cái module cũng như của CPU trên cái dòng F7200. Cái này nó rất là quan trọng nha các bác không biết thì lúc lập trình cứ lắp cái module vào xong lại bảo là ô con CPU của mình nó kết thúc ở đây, con CPU đây. Nó kết thúc ở ở i i0.7 thế thì lắp module thứ hai này vào thì nó lại bắt đầu nhận từ gì ạ? 1.0 à? à Thế là sai nhá Thế là sai các bạn mà, mà chúng ta phải kích vào đây nó nó chỉ sẵn cho chúng ta rồi là chỉ từ bao nhiêu đến bao nhiêu rồi thì cái video này xin được kết thúc ở đây chào các bác